sự trở lại của một bộ phim truyền hình vang bóng một thời. Đệ tên là Lâm Sung, ta là đề hạt của Kinh Đường Phủ, họ Lỗ tên Đạt. Từng tay hảo hán, từng thân phận, mỗi bậc anh hùng, mỗi tuyệt chiêu. Gió Tông, Triều Cái đi đi. Những bước phong trần lên thống lĩnh, anh hùng quy tụ khắp muôn phương. Cho dù phải đến chân trời góc biển cũng phải làm cho Lâm Sung chết không nơi dung thân. Đón xem Thủy Hử lúc 22 giờ hàng ngày trên TV Star SCTV 11.